chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, số hưởng lộc trời, gặp thời phất mạnh, tiền vàng ùn ùn kéo về, trở mình giàu sang phú quý. Thứ nhất con cái thuận hòa, thứ nhì có một ngôi nhà ấm êm, thứ ba sức khỏe vững bền, thứ tư không nợ ngày đêm yên bình, cuộc đời có lúc nhục lúc vinh. Miễn sao mình thấy lòng mình thảnh thơi, mỗi người chỉ một cuộc đời, bằng lòng với những gì trời cho ta, hạnh phúc là ở mỗi nhà, tích nhiều công đức là ta đã giàu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, sống ở đời ai cũng hiểu sao giá trị của tiền tài là quan trọng. Nó chi phối hầu hết những tất cả mọi mặt của cuộc sống, giữa người với người cũng là anh chị em ruột đó thôi, nhưng người thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ thì giàu sang, của cải không biết cất đâu cho hết. Là con cái do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng nên người đó, nhưng vì miếng đất, căn nhà mà nhiều người cũng sẵn sàng chửi mắng, đánh đập, thậm chí là đuổi cha mẹ mình ra đường hòng chiếm đoạt lấy tài sản. Nói đến đây thì chợt xác nhận ra lời tiên tri chính xác gây chấn động giới tử vi học về cuộc đời của người tuổi Ất Tỵ 1965, đúng 7 ngày tới với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của người tuổi này. Nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang, sung sướng, công danh thành toại, tiền về ngập két, cả đời an nhàn hưởng phúc trời ban. Nhưng nếu như lỡ duyên nhà trời thì cuộc sống sẽ lắm gian truân, vất vả, về già cũng khó gia bề yên thất, mất mát tứ bề nhiều phía. Vậy lời tiên tri chính xác đó là gì? Cuộc đời người tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới này cụ thể sẽ ra sao? Trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé. Tuổi Ất Tỵ sinh 1965 cầm tinh con rắn. Tuổi Ất Tỵ trong số 12 con giáp nổi bật là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa có một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người. Nếu sinh vào nửa đêm có một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm. Họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt. Họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm, hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán, chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng. Nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi. Chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi. Rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất thì họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ, tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Người tuổi Ất Tỵ có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó,
mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ, tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là dẫn chứng. Vì bản tính cứng đầu và thói quy từ chối, những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Nữ mệnh Ất Tỵ cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè,
người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nam mệnh Ất Tỵ có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thảnh thơi dễ chịu. Theo vận trình tử vi trọn đời, mệnh chủ khá tốt, số gặp may mắn và có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến, nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lỗi với bản thân. Thường thì nguồn tiền tài của họ không phải là do kết quả vất vả kinh doanh mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Ất Tỵ chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như họ luôn có vận may trời ban về tài lộc. Người sinh 1965, tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Phúc đăng quả trong ngũ hành, tức là lửa ngọn đèn. Những người mang mệnh quả này luôn tỏa sáng và tạo ra năng lượng ấm áp, rực rỡ trong cuộc sống của mình. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, vạn vật đều hình thành từ năm nguyên tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự hài hòa giữa các nguyên tố này không chỉ giúp điều hòa công việc, sức khỏe, mà còn hỗ trợ sự thăng tiến trong tình duyên và cuộc sống. Trong mối quan hệ tương sinh, tương khắc của ngũ hành, quả được sinh ra từ mộc và nuôi dưỡng thổ, tạo nên sự tuần hoàn năng lượng bền vững. Vì thế, người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 nên chọn những màu sắc phong thủy mang tính mộc như xanh lục hoặc các màu thuộc tính quả như đỏ, hồng, tím để kích thích tài vận may mắn. Đặc biệt, màu xanh lục sẽ giúp mệnh quả của họ phát triển mạnh mẽ, mở rộng sự thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, cần tránh xa các màu thuộc mệnh thủy như xanh lam và đen, vì thủy khắc quả dễ gây cản trở cho năng lượng tự nhiên của bản mệnh, làm giảm sự thuận lợi trong mọi việc. Về tình duyên và quan hệ xã hội, tuổi Ất Tỵ hợp với các tuổi Sửu và tuổi Dậu là những người có sự tương trợ và gắn bó lâu dài, tạo nên những mối quan hệ vững chắc. Nếu là vợ chồng sẽ hạnh phúc, còn đối tác sẽ cùng nhau phát triển bền vững. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ cần thận trọng khi tiếp xúc với tuổi Dần, tuổi Thân và Hợi, vì đây là những tuổi tứ hành xung. Sự bất đồng quan điểm giữa họ thường khó giải quyết, dễ dẫn đến căng thẳng và mâu thuẫn kéo dài nếu không có sự cảm thông và chia sẻ. Trong phong thủy và cuộc sống hàng ngày, việc hiểu rõ mối quan hệ tương sinh, tương khắc sẽ giúp người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 tận dụng tối đa vận mệnh của mình, từ đó mang lại cuộc sống hạnh phúc, thành công và bình an. Để kích hoạt tài lộc và mang lại may mắn cho người tuổi Ất Tỵ sinh 1965, phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ và cải biến vận mệnh. Theo quan niệm phong thủy, không chỉ vận mệnh mà cả phong thủy cũng có tác động lớn đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Người tuổi Ất Tỵ được bảo hộ bởi Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát, vì Phật mang trí tuệ, kiên nhẫn và sức mạnh, giúp vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những ai đang thi cử, khởi nghiệp hay gặp thử thách, khi cầu nguyện trước Ngài sẽ nhận được sự che chở và dẫn lối. Ngoài ra, đá quý phong thủy cũng là một phần không thể thiếu giúp người tuổi Ất Tỵ tăng cường tài vận và may mắn. Các loại đá như mã não đỏ, thạch anh tím, thạch anh hồng và thạch anh xanh không chỉ mang năng lượng tích cực mà còn hỗ trợ trong việc giữ bình an, tạo ra cơ hội và thịnh vượng cho chủ nhân. Ví dụ, mã não đỏ được coi là bùa hộ mệnh trừ tà, giúp người đeo tĩnh tâm và có giấc ngủ ngon. Thạch anh tím giúp gia tăng sự linh hoạt trong giao tiếp và mang lại may mắn trong các mối quan hệ. Trong khi thạch anh xanh Ave dừng được biết đến như viên đá tài lộc, giúp biến những ước nguyện về công danh, tài chính thành hiện thực. Ngoài trang sức, phong thủy, các linh vật và vật phẩm như Phật tổ Như Lai, Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, cốc tài lộc, quả cầu phong thủy hay tháp giang xương cũng rất phù hợp để thu hút tài lộc và mang lại bình an cho người tuổi Ất Tỵ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là các vật phẩm phong thủy cần được làm từ đá quý tự nhiên để đảm bảo mang năng lượng linh khí của đất trời, giúp chủ nhân hấp thụ được vận may và thịnh vượng từ vũ trụ. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Bước vào đúng 7 ngày tới, vận trình của tuổi Ất Tỵ gặp nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Đây không phải là tháng mà bạn có thể hoàn toàn chuyên tâm vào công việc, bởi tâm trí dường như luôn hướng về những thú vui ngoại lệ, sự hấp dẫn của những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi xa hay chỉ đơn giản là một cuộc vui đột xuất lại khiến bạn dễ dàng sao nhãng, bỏ bê trách nhiệm công việc chính.
Việc bắt tay vào làm một dự án từ đầu đến cuối hoàn thiện một cách chỉnh chu không phải là mục tiêu chính của bạn trong thời điểm này. Chính vì vậy, sự nghiệp của bạn trở nên bất ổn, dễ dàng thay đổi hoặc bạn có thể cảm thấy chán nản với ngành nghề hiện tại, muốn tìm đến những lĩnh vực mới mẻ hơn, xu hướng tự do và khám phá bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm thấy mong muốn thay đổi công việc, tìm kiếm những lựa chọn tự do hơn như là làm việc bán thời gian, làm việc tự do hay thậm chí tự khởi nghiệp. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt rằng những công việc gò bó, khuôn khổ, truyền thống không còn phù hợp với mình. Thay vào đó, bạn muốn tự tay tạo dựng những dự án cá nhân, khám phá tiềm năng bản thân trong môi trường linh hoạt và sáng tạo hơn. Tuy nhiên, mặt tài chính lại không mấy suôn sẻ. Ảnh hưởng của đại hao khiến tiền bạc dễ dàng bay hơi với hàng loạt lý do. Có thể là vì những sự kiện gia đình như cưới hỏi, ma chay, sinh nhật hay những tình huống bất ngờ khác. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là nguy cơ mất tiền oan do tin tưởng người khác quá mức hoặc thiếu hiểu biết trong các quyết định tài chính quan trọng. Đây là thời điểm mà bạn cần tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi rút hầu bao hay đưa ra các quyết định lớn về tiền bạc. Trong bối cảnh này, sự chậm rãi thận trọng chính là chìa khóa giúp bạn duy trì sự bình an trong tâm hồn, thay vì sống vội vàng, gấp gáp như trước. Bạn nên học cách sống chậm lại để có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, đồng thời tránh được những sai lầm không đáng có. Việc điều chỉnh lối sống, tìm đến những thú vui nhẹ nhàng, thanh tịnh cũng sẽ giúp bạn cảm nhận sự an lành trong thời điểm đầy biến động này. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy, thời điểm này bạn sẽ phải đối diện với nhiều thử thách. Công việc trở nên khó khăn hơn khi bạn phải tự mình đảm đương mọi việc. Ít có sự hỗ trợ từ bên ngoài, bạn có thể cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong những lúc cần nhất. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác, bạn nên chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề. Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào những lời hứa hẹn, vì chúng có thể chỉ là lời nói gió bay, không thật sự mang lại kết quả như mong đợi. Lời khuyên cho tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này là hãy thận trọng trong mọi quyết định, học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dù có khó khăn, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn kiên trì, biết điều chỉnh bản thân, thời điểm này sẽ mang lại những bài học quý giá, giúp bạn trưởng thành hơn. Về sức khỏe, đây cũng là một lĩnh vực khiến bạn phải bận tâm, không chỉ bản thân bạn mà sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ có thể gặp vấn đề khiến bạn phải tiêu tốn thời gian và tiền bạc để chăm lo. Sự lo lắng cho người thân cộng với áp lực công việc sẽ khiến bạn dễ mệt mỏi và kiệt sức hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới mở ra một giai đoạn không dễ dàng trong sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ. Những áp lực từ công việc có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí mất phương hướng trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Thay vì giữ vững trách nhiệm và hoàn thiện những gì mình đã bắt đầu, bạn dễ rơi vào trạng thái mất tập trung, bị lôi cuốn bởi những dự án mới mà bỏ qua công việc hiện tại. Tính cách cả thèm chóng chán khi khiến bạn muốn thử sức ở những dự án mang tính mới mẻ, nhưng lại thiếu kiên nhẫn để đi đến đích cuối cùng. Trong thời điểm này, nếu bản mệnh không biết nhìn nhận những sai lầm của bản thân và rút ra bài học từ đó, bạn sẽ khó có cơ hội được cấp trên đánh giá cao, tinh thần làm việc mờ nhạt. Thiếu sự cam kết dài lâu khiến người tuổi Ất Tỵ có thể mất đi những cơ hội thăng tiến quan trọng hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Đây chính là thời điểm để bạn học cách nhìn nhận và chấp nhận khuyết điểm của mình, đồng thời điều chỉnh thái độ làm việc để không rơi vào dòng xoáy của sự thất bại. Dù tinh thần cạnh tranh trong công việc có thể thúc đẩy bạn đạt được những thành công nhất định, nhưng nếu để sự hiếu thắng chi phối quá mức, bạn có nguy cơ tự tạo ra mâu thuẫn với những người xung quanh. Cạnh tranh là cần thiết để khẳng định bản thân, nhưng cần đi đôi với sự khiêm nhường và nhã nhặn. Nếu bạn tỏ ra quá ngạo mạn hoặc coi thường người khác, sự nghiệp sẽ khó có thể phát triển bền vững. Vì vậy, hãy giữ cho mình một thái độ đúng mực, tôn trọng người khác và biết lắng nghe những góp ý xung quanh. Trong môi trường công việc, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc bạn có thể làm được bao nhiêu, mà còn là cách bạn giao tiếp và phối hợp với mọi người. Thời điểm này, tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt chú ý trong giao tiếp để tránh hiểu lầm không đáng có,
Những mâu thuẫn nhỏ có thể bị thổi phồng thành xung đột nếu bạn không khéo léo trong cách xử lý tình huống. Nếu có thể, hãy giúp đỡ những đồng nghiệp xung quanh trong khả năng của mình. Điều này không chỉ giúp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, học hỏi lẫn nhau trong tương lai. Người tuổi Ất Tỵ vốn được đánh giá cao về sự đa tài và tháo giác. Bạn có thể thành thạo trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý sáng tạo cho đến kỹ thuật. Tuy nhiên, đừng quá tự phụ và tự tin thái quá về khả năng của mình. Thông minh là một phẩm chất quý giá, nhưng để đạt được thành công và hạnh phúc bền vững, điều đó chưa bao giờ là đủ. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi và không phải ai thông minh cũng giàu có hay hạnh phúc. Quan trọng là bạn cần biết giữ vững sự khiêm tốn, học cách lắng nghe và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đúng 7 ngày tới này chính là cơ hội để bạn trưởng thành, để nhận ra rằng sự nghiệp không chỉ là đích đến, mà còn là quá trình học hỏi và hoàn thiện. Chỉ cần bạn biết giữ cho mình một tinh thần cởi mở, khiêm nhường và kiên nhẫn, những khó khăn trước mắt sẽ dần qua đi, nhường chỗ cho những cơ hội mới đang chờ đợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới này có vẻ không mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho người tuổi Ất Tỵ, với sự xuất hiện của sao Nhất Bạch tại cung chính Đông, báo hiệu một thời điểm này đầy thử thách về mặt tài chính. Dù bạn có thể kiếm được một số tiền không nhỏ, nhưng việc giữ lại được số tiền ấy lại là điều rất khó khăn. Những trách nhiệm gia đình và xã hội, cùng với việc phải hỗ trợ những người xung quanh khiến túi tiền của bạn nhanh chóng hao hụt. Sự gánh nặng này đôi khi không phải là điều bạn có thể tránh, nhưng việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định trong chi tiêu. Trong thời điểm này, tình hình tài chính của bạn không mấy khởi sắc, đặc biệt là với những ai từng có ý định gian dối hoặc không trung thực trong làm ăn. Nhân quả sẽ đến nhanh hơn bao giờ hết và bạn có thể phải trả giá bằng việc mất đi niềm tin từ đối tác. Hậu quả của sự thiếu trung thực trong công việc sẽ là sự sụt giảm các hợp đồng và đơn đặt hàng, khiến doanh thu giảm sút đáng kể. Điều này là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho bạn trong kinh doanh. Chữ tín và sự minh bạch luôn là yếu tố then chốt để xây dựng thành công bền vững, thay vì oán trách giận may không mỉm cười với mình. Hãy nhìn nhận vấn đề từ góc độ thực tế hơn, đừng tiếp tục tự hỏi tại sao mãi mình vẫn nghèo, mà hãy bắt đầu hành động từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ bạn cần một khởi đầu khiêm tốn, nhưng nếu bạn biết cách kiên trì phát triển từ những khoản thu nhập nhỏ, tài lộc sẽ từ từ tăng trưởng theo thời gian. Hãy bắt đầu bằng cách thiết lập mục tiêu tài chính cụ thể và lên kế hoạch từng bước để đạt được những mục tiêu đó. Dù quá trình này có thể chậm chạp, nhưng nó sẽ đưa bạn đến sự ổn định về tài chính trong tương lai. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự giàu có không chỉ phụ thuộc vào sự lao động chân tay, mà còn cần đến sự khôn ngoan và sáng suốt. Người tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này cần phải nhận thức rõ rằng, nếu chỉ chăm chăm làm việc bằng sức lực mà không vận dụng trí óc, bạn chỉ đang biến mình thành công cụ trong tay người khác. Để thực sự tạo ra giá trị lớn, bạn cần biết cách dùng đầu óc để kiếm tiền, tìm ra những cơ hội sáng tạo và khác biệt thay vì chỉ chạy theo lối mòn cũ kỹ. Một bài học lớn mà bạn sẽ nhận ra trong thời điểm này là việc lựa chọn đúng đắn sẽ quyết định vận mệnh tài lộc của mình. Sự lựa chọn sáng suốt chiến lược không chỉ giúp bạn đánh xa những rủi ro không đáng có, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tài lộc dồi dào hơn. Nếu bạn không biết lựa chọn con đường đúng, bạn sẽ dễ dàng bị lạc lối, mất phương hướng và dần dần tài lộc cũng sẽ trượt ra khỏi tầm tay. Hãy cẩn thận xem xét từng quyết định trong công việc và tài chính của mình, vì đôi khi những lựa chọn nhỏ bé lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới, người tuổi Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong chuyện tình cảm, khi hai người đã trải qua một khoảng thời gian dài bên nhau. Mối quan hệ không tránh khỏi những sóng gió, những bất đồng nhỏ dần tích tụ và nếu không biết cách xử lý khéo léo, chúng sẽ trở thành những vết rạn nứt khó hàn gắn. Đây là thời điểm nhạy cảm khi tứ hành xung xuất hiện, nhắc nhở bạn rằng những lời nói vô tình tưởng chừng như vô hại lại có thể trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ đổ vỡ. Một lời nói lỡ lời có thể gây ra tổn thương sâu sắc, đặc biệt là khi cả hai đang trải qua những giai đoạn căng thẳng. Đừng để những giây phút giận hờn làm mất đi sự gắn kết đã có. Chiến tranh lạnh không phải là giải pháp, mà ngược lại nó chỉ khiến hai người ngày càng xa cách hơn. Trong tình yêu, việc giao tiếp cởi mở, chia sẻ chân thành là chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết mọi hiểu lầm,
Thay vì giữ im lặng và nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực, hãy chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình một cách tích cực. Bạn không cần phải đồng ý với đối phương trong mọi vấn đề, nhưng sự thấu hiểu và lắng nghe sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Đây cũng là lúc để bạn nhìn lại bản thân, điều chỉnh cách cư xử, tránh làm đối phương tổn thương thêm. Một yếu tố quan trọng nữa trong tình cảm là sự linh hoạt trong ứng xử. Hãy nhìn nhận thái độ của người bạn đời, không chỉ từ những gì họ nói mà còn từ cảm xúc và hành động của họ. Mỗi người đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống và có lẽ đối phương đang trải qua một giai đoạn mệt mỏi mà bạn chưa kịp nhận ra. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để hiểu và đồng cảm. Đừng quên rằng, mối quan hệ không chỉ dựa trên một người mà là sự hợp tác từ cả hai phía. Nếu một mâu thuẫn nào đó xuất hiện, không chỉ đối phương mà bản thân bạn cũng nên xem lại mình. Đôi khi chúng ta vô tình trở thành nguyên nhân chính của những rạn nứt mà không hề hay biết. Vì vậy, trong thời điểm này, hãy chú ý đến từng hành động nhỏ của mình. Một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ quan tâm đúng lúc có thể hàn gắn lại những vết thương lòng và mang đến sự ấm áp cho mối quan hệ. Tình yêu không chỉ là những lời nói hoa mỹ, mà chính là sự hiện diện của bạn bên cạnh người ấy trong những lúc khó khăn nhất. Đây là thời điểm để bạn thể hiện tình cảm một cách tinh tế hơn, để tình yêu không chỉ tồn tại mà còn nở rộ bền vững qua mọi thử thách của cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới là khoảng thời gian mà người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Những biến đổi thời tiết đột ngột từ nóng sang lạnh khiến cơ thể bạn dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi hệ miễn dịch đang có dấu hiệu suy giảm, bạn có thể sẽ thường xuyên bị cảm lạnh, nhức mỏi hay các triệu chứng ốm vặt khác. Để hạn chế tình trạng này, việc thay đổi thói quen ăn uống là điều rất cần thiết. Ưu tiên các món ăn và đồ uống ấm sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe ổn định hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp. Hạn chế tối đa việc sử dụng đồ uống lạnh và tăng cường bổ sung các loại rau củ quả tươi theo mùa, vừa giàu chất dinh dưỡng, vừa giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Sức khỏe không chỉ đến từ việc ăn uống mà còn từ lối sống hàng ngày của bạn trong thời điểm này. Sự xuất hiện của sao Nguyệt Mã nhắc nhở rằng bạn cần phải đặc biệt cẩn trọng khi di chuyển. Sao này mang theo những điểm báo không mấy thuận lợi liên quan đến tai nạn bất ngờ, đặc biệt là ở các chi như tay và chân. Bạn cần tập trung khi tham gia giao thông không vội vã hoặc lơ là, dù đó chỉ là những chuyến đi ngắn. Việc thận trọng từng bước đi không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn tránh được những sự cố không đáng có gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình. Ngoài ra, một thói quen nhỏ nhưng vô cùng hữu ích mà bạn nên duy trì trong thời điểm này là giấc ngủ trưa sau nửa ngày làm việc căng thẳng. Một giấc ngủ trưa ngắn không chỉ giúp cơ thể để bạn tái tạo năng lượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ trưa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đồng thời mang lại sự tập trung và sáng suốt cho phần còn lại của ngày. Nếu công việc bận rộn khiến bạn khó có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, hãy cố gắng thu xếp để có ít nhất 15 đến 30 phút thư giãn, thả lỏng đầu óc. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là vốn quý nhất. Dù có bận rộn đến đâu, bạn vẫn cần dành thời gian chăm sóc bản thân và không bỏ qua những dấu hiệu nhỏ của cơ thể. Một cuộc sống lành mạnh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong lối sống hàng ngày, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi cho đến sự cẩn trọng trong từng hành động. Tiếp theo sau đây sẽ là tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 cho đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Trong những ngày này đánh dấu khởi đầu với nhiều biến chuyển đáng chú ý trong cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ. Ngay từ đầu thời điểm này, bạn có thể cảm nhận được một chút căng thẳng trong công việc, áp lực từ những nhiệm vụ tồn đọng hoặc những kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn khó có thể tập trung hết mình. Sao Thiên Hung xuất hiện ám chỉ sự rối rắm, lộn xộn trong tư duy và kế hoạch làm việc. Tuy nhiên đừng vội nản lòng, đây cũng là lúc để bạn học cách kiểm soát cảm xúc, phân tích rõ ràng vấn đề và từng bước giải quyết từng nhiệm vụ một. Sự kiên nhẫn sẽ mang lại thành công trong thời điểm này.
Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có vẻ như đang gặp phải một chút trục trặc nhỏ. Có thể là do bạn đang quá bận rộn với công việc hoặc những lo toan khác mà quên đi sự quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu thương. Điều này khiến mối quan hệ có phần lạnh nhạt. Tuy nhiên, không gì là không thể cải thiện. Sao Hồng Loan trong thời điểm này gợi mở cơ hội để bạn hâm nóng lại tình yêu. Những cử chỉ quan tâm nhỏ, một cuộc trò chuyện chân thành hoặc một bữa tối lãng mạn sẽ giúp hai bạn gắn kết hơn. Tài chính trong những ngày này có dấu hiệu bình ổn, nhưng bạn vẫn cần lưu ý đến việc quản lý tiền bạc. Đại hao ảnh hưởng báo hiệu rằng có thể bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những sự kiện bất ngờ như đám cưới, đám hỏi hoặc các dịp gặp mặt gia đình, bạn bè. Hãy chú ý cân đối tài chính, tránh để rơi vào tình trạng dung tay quá tráng. Sức khỏe thời điểm này cũng đáng để quan tâm. Do thời tiết thay đổi, bạn dễ gặp phải các triệu chứng cảm lạnh, đau đầu hoặc mệt mỏi. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng và duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 cho đến ngày 15 rằm tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Thời điểm này đánh dấu một sự khởi sắc nhẹ trong sự nghiệp của bạn. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn sau tuần đầu đầy căng thẳng. Nếu bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ. Sao Tử Vi và sao Long Chì cùng chiếu mệnh mang lại sự thông minh, sắc sảo trong các quyết định quan trọng. Đây là lúc bạn có thể nghĩ đến việc bắt đầu những dự án mới hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển công việc theo một hướng đi mới mẻ hơn. Trong chuyện tình cảm, nếu như trước đó có chút lạnh nhạt, thì thời điểm này lại là cơ hội để bạn và người ấy hàn gắn, các sao tình duyên như thiên hình. Chiếu sáng, mang lại sự ấm áp và tình cảm chân thành, đừng ngại bày tỏ cảm xúc của mình và hãy chủ động giải quyết những bất đồng. Nếu có sự thấu hiểu và lắng nghe, đây sẽ là chìa khóa để mối quan hệ của bạn thêm phần bền vững. Tài lộc trong những ngày này cũng không có quá nhiều biến động, bạn sẽ cần tiếp tục chú ý đến việc chi tiêu hợp lý. Đặc biệt là tránh xa những quyết định đầu tư hoặc chi tiêu không cần thiết. Đây chưa phải là thời điểm tốt để mạo hiểm trong tài chính. Hãy chờ đợi thời cơ phù hợp hơn trong những ngày sau. Sức khỏe trong những ngày có thể có chút cải thiện nếu bạn biết cách tự chăm sóc bản thân. Đừng quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục nhẹ nhàng và đảm bảo giấc ngủ đủ. Tránh làm việc quá sức để giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo và cơ thể dẻo dai. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy về khởi nghiệp, nhắc nhở bạn phải cẩn trọng trong từng lời ăn, tiếng nói của mình, tránh gây ra những tác nhân xấu, vô tình làm ảnh hưởng tới tài lộc và công danh sự nghiệp của mình. Có thể bạn từng cho rằng, lời nói không thể gây ra vết thương như đánh đập ai đó, nhưng thực tế rất nguy hiểm, thậm chí một lời ác khổ không đúng thời điểm còn có thể gây ra cái chết của một người. Bên cạnh đó, có những người tính cách thẳng như ruột ngựa và họ cho rằng nói thẳng là để góp ý, giúp đối phương sửa đổi mà không hiểu rằng nói thẳng, nói thật có thể là khẩu nghiệp không chừng. Theo đạo Phật, những lời này sẽ tạo ra nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của tự thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Trong 10 nghiệp của con người thì khẩu nghiệp là vốn tức gần một nửa, đó là chuyện không nói có, chuyện có nói không. Nói lời hung ác, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt. Vì thế, hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khởi nghiệp để tránh gây ra nghiệp xấu, làm tổn hại phước báo của chính mình. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.